Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật ngay sau đây. Dù Israel chưa công bố thiệt hại về mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra hôm 1 tháng 10, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng tin Met trích dẫn tuyên bố của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nesvatim ở sa mạc Negev, miền nam Israel. Các lực lượng Tehran nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự vào hồi giữa tháng 4 năm nay. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Aaraz al-Nawat nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Ngay sau khi Iran dội gần 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10, hai ứng viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã có những phản ứng đầu tiên. Theo tờ Newsweek, trong một cuộc họp báo tại Milwaukee, Wisconsin ngày 1 tháng 10, ông Trump bình luận, dù kết quả thế nào, họ cũng phải hoàn thành quá trình. Hãy nghĩ về việc này như hai đứa trẻ tấn công nhau trong sân trường. Đôi khi bạn phải để sự việc diễn ra một chút, rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Ông cho biết thêm, nhưng đây là một cuộc chiến rất khủng khiếp, và các bạn thấy những gì đang xảy ra. Điều này sẽ dừng lại ở đâu? Israel xứng đáng được khen ngợi vì đã có thể tự bảo vệ mình. Họ đã bắn hạ gần 200 tên lửa, nhưng không ai đáng phải sống như vậy. Vì thế, chúng ta sẽ tham gia nhiều vào tình hình Trung Đông. Trước đó, trong một tuyên bố do chiến dịch tranh cử của ông phát ra sau vụ Iran tấn công Israel, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và cấp phó Harris thiếu vai trò lãnh đạo. Ông nói, thế giới đang bùng cháy và xoáy vào vòng mất kiểm soát. Chúng ta có một Tổng thống không tồn tại là ông Biden và một phó Tổng thống hoàn toàn vắng bóng, bà Harris, người quá bận rộn với việc gây quỹ ở San Francisco. Tuy nhiên, trong thực tế, bà Harris không có bất kỳ sự kiện chiến dịch nào vào ngày 1 tháng 10. Ông Trump tiếp tục tuyên bố rằng khi ông còn là Tổng thống, Iran đã hoàn toàn bị kiềm chế. Theo cựu Tổng thống Mỹ, họ đang rất cần tiền, bị kiểm soát hoàn toàn và muốn đạt được một thỏa thuận. Bà Harris đã bơm tiền Mỹ cho họ, và kể từ đó, họ đã làm rối loạn Trung Đông. Ông Trump còn nói rằng Iran muốn bà Harris trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo, và đó là lý do tại sao Iran đã tìm cách tấn công ông, ám chỉ các kế hoạch ám sát do nghi phạm liên quan đến Iran lên kế hoạch. Ông Trump khẳng định, nếu tôi là người lãnh đạo, ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc rút quân thảm hại khỏi Afghanistan sẽ không xảy ra và lạm phát sẽ không xảy ra. Nếu tôi thắng, chúng ta sẽ có hòa bình trên thế giới một lần nữa. Nếu bà Kamala có thêm 4 năm, thế giới sẽ chìm trong khói lửa. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Biden viết, sáng 1 tháng 10, Phó Tổng thống và tôi đã triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia để thảo luận về kế hoạch tấn công Israel của Iran. Chúng tôi đã thảo luận về cách Mỹ sẵn sàng giúp Israel tự vệ trước các cuộc tấn công này và bảo vệ nhân viên Mỹ trong khu vực như thế nào. Vài giờ sau, bà Harris đã có một bài phát biểu tại Washington DC, trong đó lên án cuộc tấn công, gọi đây là hành động liều lĩnh khi phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel. Bà nói, Iran là một lực lượng nguy hiểm, gây mất ổn định ở Trung Đông và cuộc tấn công vào Israel ngày 1 tháng 10 chỉ càng chứng minh điều đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ lệnh của Tổng thống Biden cho quân đội Mỹ bắn hạ tên lửa Iran. Các tên lửa đang nhắm mục tiêu, giống như chúng tôi đã làm vào tháng 4 năm nay. Chúng tôi vẫn đang đánh giá tác động, nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy Israel, với sự hỗ trợ của chúng tôi, đã đánh bại cuộc tấn công này. Cam kết của tôi đối với an ninh của Israel là không bao giờ lay chuyển. Và rõ ràng, Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel, mà còn là mối đe dọa đối với các nhân viên Mỹ trong khu vực, các lợi ích của Mỹ và những người dân vô tội khắp khu vực. Chúng tôi sẽ không bao giờ do dự thực hiện bất cứ hành động nào cần thiết để bảo vệ lực lượng và lợi ích của Mỹ khỏi Iran. Là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Harris đã bị chỉ trích về lập trường của mình đối với cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza. Giữa tháng 9 vừa qua, khi được hỏi về cuộc xung đột này, bà Harris nhắc lại rằng bà cam kết ủng hộ khả năng tự vệ của Israel.
Các cuộc thăm dò gần đây ở các bang chiến trường cho thấy ông Trump được tin tưởng hơn bà Harris về các vấn đề quốc tế. Một cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump cũng dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ về vấn đề quốc phòng. Một số cử tri, trong đó có một số người Hồi giáo ở các bang chiến trường đã tỏ ra thất vọng với bà Harris vì không đưa ra một thông điệp rõ ràng hơn về tác động của cuộc xung đột đối với người Palestine. 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam, ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Thượng nghị sĩ James David Van và ứng viên Đảng Dân chủ Tim Wan đã có màn đối đầu cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống trong năm bầu cử 2024. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra là về vấn đề Trung Đông và hai ứng viên đều chọn cách không trả lời trực tiếp. Ông Wan lập tức nhắc tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi bắt đầu tranh luận, nhắc đến tuổi tác của ông và mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ cũng nói rằng Iran đang tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân so với trước đây vì sự lãnh đạo thất thường của ông Trump trong giai đoạn còn đương nhiệm. Trái lại, ông Van bắt đầu câu trả lời của mình bằng cách đề cập đến lý lịch và vai trò trước đây của bản thân trước khi nói rằng ông sẽ để Israel tự quyết định cách phản ứng và hỗ trợ các đồng minh của Mỹ theo cách họ thấy phù hợp. Ông Van nói, hãy xem Israel phải tự quyết định họ cần làm gì để giữ cho đất nước của mình an toàn và chúng ta nên ủng hộ các đồng minh của mình bất kể họ ở đâu khi họ đối đầu với kẻ xấu. Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận đúng đắn đối với vấn đề Israel. Sau đó, cuộc tranh luận chuyển hướng về vấn đề giải quyết biến đổi khí hậu mà một trong những hậu quả thảm khốc hiện hữu là thiệt hại lớn mà Mỹ gánh chịu do cơn bão Helene. Tiếp theo, hai ứng cử viên tranh luận về chính sách nhập cư, một vấn đề mà hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Trump có nhiều quan điểm khác biệt. Sau đó, về vấn đề người di cư, cả hai ứng cử viên đều tỏ ra khá thận trọng, bởi đây là một trong những chủ đề quan trọng được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã chỉ trích đối thủ chỉ đứng về phía ông Trump, thay vì cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề này khi đề cập đến vấn đề căng thẳng người di cư ở Springfield, Ohio. Về vấn đề phá thai, ông Van cáo buộc Đảng Dân Chủ có lập trường ủng hộ phá thai cực đoan, trong khi đó ông Wan đáp trả rằng ông ủng hộ phụ nữ. Ngoài ra, ông Wan chỉ trích hồ sơ chính sách đối ngoại của ông Trump đề cập đến việc ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Phản bác lại ý kiến này, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump đã thực sự mang lại sự ổn định cho thế giới. Theo hãng tin Reuters, trong giai đoạn đầu của cuộc tranh luận, ông Van và ông Wan phần lớn tránh xa các cuộc tấn công cá nhân và thay vào đó tập trung quan điểm của họ và các ứng cử viên tổng thống, đôi khi họ thậm chí còn tỏ ra thân thiện và lịch sự. Các nhà chiến lược trước đó cũng bình luận rằng một chiến lược tốt là giữ cho cuộc trò chuyện tập trung vào ông Trump hoặc bà Harris, vì cử tri bỏ phiếu dựa trên người đứng đầu liên danh tổng thống, chứ không phải dựa trên lựa chọn phó tổng thống của họ. Cuộc đối đầu giữa ông Wan và ông Van có thể có sức ảnh hưởng lớn tới bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Một cuộc thăm dò mới của APNORC cho thấy ông Wan được yêu thích hơn ông Van. Điều này có khả năng mang lại cho Đảng Cộng Hòa thêm thách thức. Ngày 1 tháng 10, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc duyệt binh ở thủ đô Seoul để kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang nước này, với sự tham gia của khoảng 5.300 quân nhân, 340 loại thiết bị quân sự và máy bay chiến đấu. Phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ tại cuộc duyệt binh, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ, nếu Triều Tiên cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và áp đảo của quân đội chúng ta và liên minh Hàn Quốc-Mỹ. Đáng chú ý, trong cuộc duyệt binh này, Hàn Quốc đã trình làng tên lửa đạn đạo mạnh nhất của nước này, Hyunmoo-5. Các nhà quan sát nhận định Hyunmoo-5 có thể mang đầu đạn phi hạt nhân trọng lượng 8 tấn và tấn công sâu được dưới mặt đất. Sự kiện ngày 1 tháng 10 là lần đầu tiên Hàn Quốc hé lộ về Hyunmoo-5, tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 được mệnh danh là quái vật vì kích thước của nó. Hàn Quốc đã giữ bí mật về Hyunmoo-5 bởi tầm quan trọng chiến lược của tên lửa này. Hàn Quốc đã phát triển một loại tên lửa Hyunmoo bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các tên lửa Hyunmoo được coi là trọng tâm của kế hoạch trừng phạt và trả đũa hàng loạt của Hàn Quốc, KMPR. Tên lửa đất đối đất Hyunmoo được coi là một trong những tài sản quan trọng trong cấu trúc răn đe ba trục của Hàn Quốc chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Mỹ cũng cử một máy bay ném bom tầm xa B-1B tham gia buổi duyệt binh của Hàn Quốc, động thái thể hiện cam kết an ninh của Washington đối với đồng minh châu Á. Hàn Quốc cũng đã điều động một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất góp mặt trong cuộc duyệt binh.